Trời ơi, công chúa này mà cái mặt y chang em luôn, cái mặt giống cái trò bánh tét luôn mọi người. Ở đâu vậy em? Rồi sao rồi, mẹ ba mẹ cho biết chưa, ba mẹ biết thân phận của mình chưa? Cái gì vậy? Mình BD mình tự tin lên mà giấu cái gì? Cái lỗ mũi giống chị quá vậy. Ngồi xuống đi bé. Dễ thương này, đi ra với ai vậy? Đi một mình hả? Dễ thương ghê á, BD lâu chưa? Ý là bị BD lâu chưa hay là mới alo? Kìa, ý chang em luôn hồi xưa luôn á. Sao có lỗ mũi giống tôi vậy, có độn không? Đây là cái hầm hủ thêm ba nha mọi người nha. Rồi bà ho luôn rồi kìa. Đi với ai đây? Đi ra với ai? Em đi mình. Đi một mình nha, rất là dễ thương luôn. Hồi kỳ giao hết một lần là em hay chọc mọi người là hoàng tử đó mọi người. Thật sự không phải là hoàng tử. Ở ngoài mọi người dòm thoáng qua là hoàng tử thôi, nhưng mà bên trong là công chúa nha mọi người nha. Y chang em luôn. Đâu? Nói coi. Hoa. Bông lan. Bông lan. Đó thấy chưa? BD luôn á mọi người, dễ thương lắm nha. Ngại hả? Nhiều giống nhau quá mọi người. Kìa, bà mắc cỡ kìa. Bà ngủ giống nhau quá. Bà tên gì đây? Cái ngón tay là biết rồi nha. Rồi không có đàn ông nào mà bực. Thôi đàn ông bực mặt mày vậy nè. Trời ơi, cái ngón tay nào mà nè, cái ngón út nè, ngón út là nổi lên với tính cuộc đời nè. Đúng rồi, đàn ông ta mạnh mẽ, ta gồng lên. Trời ơi, ngón út dảnh cho gì mà kêu đàn ông cái gì. Là tính làm cho hoài luôn phải không? Làm gì chị? Tính để cho hoài luôn phải không? Ngại không? Nói chứ bé ngại nha mọi người nha. Đó, mọi người mong mà mọi người ủng hộ cho bé nha. Ở nhà bé bán thịt heo. Ủa quên, nhà bán gì? À, nhà bán bình thường. Cái gì? Bán gì bình thường? Bán gì? Dạ bình thường thôi mà chị. À, nhà bình thường thôi, không có buôn bán gì hết đó. Nhà dạng như là có điều kiện á, ăn ở không nha mọi người. Chị đây hay chị đi? Ai biết, tùy chị. À, tùy chị. Nói chứ bé mắc cỡ, nói chứ em ăn đi. Chúc em có cần gì em kêu chị nha. Dạ vâng. Dễ thương ghê á. Em nghe. Trời ơi, chết rồi, không chúa. Hình đó bé. Đó, tuổi chứ. Bé nhiêu tuổi vậy? Trời ơi, 13 tuổi mà. Trời ơi. Hồi nhỏ thì cái lúc giống giống cưng y chang luôn á. Mà tự nhiên ăn cái gì nó ăn chi xu quá. Lớn lên chị xấu ghê luôn. Cái miệng quá trời đó. Ủa, trời. Ồ, sáng sợ luôn á trời. Nãy giờ tôi làm trai tôi cua bà chứ. Ừ. Ở chứ hai đứa ở đâu lượm? Con được nhà mẹ mua quận 5 hả? Chỗ cao ốc A. À, ngôi gia tự á, gần nhà gì chất á. Mày nói lại mày bị ngọng rồi đó, ngôi gia tự. Ngôi gia tự. Ừ, nãy mày nói ngôi gia cự. Bị ngọng á. Nói chứ sao? Sao em coi kinh em ra đây hả? Sao em biết chị? Kinh TikTok hả? Dễ thương quá nha mọi người, mới có 13 tuổi nữa đó mọi người. Ai đăng ký nè. Ai đăng ký thì mình comment bên dưới nha, kinh tin gì. Em đăng ký nha Phương ơi. Đốt nhà tu. Ờ, chỗ gì nhìn em mà chỉ muốn bỏ bông xuống vậy đó. Không thì đẹp ghê luôn á trời. Ủa Phương tắm chưa sao ép cái kia lông mũi hoài vậy? Mấy ngại á. Đâu em để mặt bình thường coi. Mắc cỡ hả? Đó. Trời ơi xinh ghê. Xinh quá vậy trời, xinh cực kỳ xinh luôn á. Hai cái ăn luôn á. Giống như là một công chúa mà, giống như là từ một quả thị đó. Bước ra vậy đó mọi người. Ở mọi người thấy không, công chúa thiệt, công chúa giả. Thôi chứ bé mắc cỡ nha mọi người nha. Chúc em có cần gì em kêu chị nha. Em có chào mọi người không? Trời hello, dễ thương quá vậy trời. Trời ơi, rồi. Chết luôn. Nó đẹp cũng rất là xinh nha mọi người thấy không? Trai gái ở quán Lan Quý Phường ai cũng đẹp, chỉ có BD xu thôi. Ê, thấy quá đúng là bà thôi. Ờ, à, BD mà biết đẹp. À, đây là LG hay là hơn Trần anh? Loto LGBT. Hello tất cả quý khán giả trên kênh Loto LGBT nha. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, và đó là ngày 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi. Thì Minh Tý cũng xin được chúc cho tất cả các thiên thần nhỏ trên toàn cầu như hành tinh này lúc nào cũng thật là nhiều sức khỏe, mau ăn cấm lớn này, và luôn sống hạnh phúc trong tình yêu thương của ông bà cha mẹ nha. Minh Tý ơi, lâu quá không thấy em qua bên cái viên chiên Vũ Thu Phương. Dạ, tại vì tụi em bận đi diễn á, show cũng dày đặc á, cho nên là em tụi em không có thời gian để ra đây chơi. Thung riêng thung tẩy thung Thu Phương thì lúc nào cũng luôn luôn đi show, thì tranh thủ sẽ về sớm nhất có thể để còn gặp gỡ tất cả mọi người, quý vị quan khách mà lúc nào cũng luôn yêu thương quán Lan Quế Phường để ra ủng hộ các biên viên Thu Phương. Bởi vậy có gì mà có những cái chương trình show mà về không kịp á, mọi người thương mọi người niềm tình bỏ qua cho Thu Phương nha. Còn điên tụi em thì khi nào mà không có đi show rảnh á, tụi em sẽ tranh thủ ra qua Lan Quế Phường chơi. Với lại hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, cảm ơn em. Mình
Tiết ơi, sắp tới ngày mùng 5 tháng 5 rồi, có cái gì đặc biệt không Minh Tiết? Có thể chia sẻ không? Ủa, ngày mùng 5 tháng 5 là ngày gì vậy? Tết nửa năm, Tết Đoan Ngọ. À, Tết Đoan Ngọ hả? Ôi trời, lẹ quá ha. 2-3 bữa nữa tới rồi. Mới đây là Tết nửa năm rồi hả? Thời gian qua lẹ thiệt ha. Nhưng mà Tết Đoan Ngọ thì chắc là cũng giống như bao gia đình khác thì cũng cúng mâm cơm ông bà rồi cũng quay quần bên nhau ăn uống gì đó. Còn nếu mà những cái hoạt động mà xã hội thì chắc là cũng đi vòng vòng đi chơi chứ không biết gì đâu. Mà sợ gì, sợ nghe bữa đó là tụi em phải bận đi chạy xô nữa đó. Tối nay có ra phố đi bộ chơi không Minh Tiến? Dạ chắc có. Tụi em đâu có chỗ nào khác ngoài chỗ đó đâu. Ô, Minh Tiết của nay làm nền thấy nó hơi bớt đó nha. Bớt hả? Bị sao vậy? Không có được sáng à. Em đâu có làm gì, tại vì em ngủ em vậy thêm là mấy cái đèn em ngủ vậy là tại em chạy đi luôn chứ đâu có làm gì đâu. Quay chi cho gần vô rồi nói bệt. Cái ông này sao chuyên môn muốn quay sát mà người ta dạ xin lỗi với anh dạ. Mọi người đi quay vui vui nha. Đâu nè, nè quay. Ai biết? Ôi tình yêu gì đó. Đó làm gì chọc em mà. Thôi sợ. Xin đây chụp. Đâu điện thoại đâu. Giờ nói về chủ đề đám cưới của Vivi đi. Ờ đó, chủ đề đang hot á. Chúc mừng nha. Thật sự mọi người ơi, hôm nay ai cũng mong chờ cái đám cưới của em hết trơn. Chị em đều ra đông đủ hết trơn. Mọi người em không hiểu gì sao mọi người đá đỏ ảo hết trơn. Chúc rể đâu rồi? Chúc rể không biết, chị lại xỉn về ngủ á. Nghe nè, bữa em thấy lạ ghê. Bữa mới buổi trước mới cua cho hơn. Cua giờ không được, xong đi tu xong thấy gặp mấy Vivi gì cái bỏ tu gặp Vivi lại. Ủa tính ra là em là mấy yêu dành dền hả? Đó thương. Đây cầm vô đi chị Tiết. Cầm vô đây. Rồi. Em cầm đi rồi. Chỉ qua em đi giờ. Rồi, em chúc mừng chị Tiết có lấy được anh Khoa rồi. Có được của ai? Có được của anh Khoa đó. Vậy hả? Không, cái này là không phải em có gì em cầm giùm là em thấy em mừng cho hai đứa gái của em. Hai đứa gái em kỳ này lấy chung chồng nha, mà ông chồng rất là tươi nha, nghe đồn để cho hai vui lắm mọi người nha. Nếu mà ngày mai anh Khoa tặng bông vô Minh Tiết thì Minh Tiết không thấy sao? Em đâu có ra đâu tặng em chứ. Đang à, hot có idol luôn á, idol hot TikTok luôn á, Minh Tiết, ông đó đó. Khó lắm luôn á, bây giờ mấy bữa ở nhà coi clip thấy mắc cười, sợ. Mới ngày đầu cua gia hưng không được, xong có chuyện qua đi tu. Đi tu xong rồi thấy Vivi, cái thôi nghĩ lại, ông suy nghĩ lại, sao thấy Vivi tươi quá, nên bỏ tu luôn. Tại vì cái dòng Vivi lần nghiệp trước á, mọi người thấy không, con này nghiệp lắm. Đang đi tu, trướng lại cục gạch rồi. Đã tu mà còn không tha, nó cũng đang lôi người ta mà bay về trùng tùng nữa. Ghé như sợ. Em đi đi. Giờ thì ẩm phong gì hoài luôn. Nửa ngày nửa tiếng. Hả? Nửa ngày nửa tiếng. Cho đủ liếm mà. Mình đứng nửa tiếng nha. Rồi mình không nói gì nha, đứng nửa tiếng nha. Ô, những cái máy mày nó. Đứng đây nửa tiếng rồi mới bông với lại năm anh YouTuber đứng đây mà không nói gì. Thử tách get go. 1 2 3. Cùng cảnh hiện trường của cái vụ scandal chứng động tài cho đóng An Giang bị bắt cái lo. Trời ơi. Hay đến hay đến hay quá. Anh cứ tiếng ca
Mẹ ơi, bà buông ra đó nha. Dạ. Chở ba người không? Trời nặng quá quan ơi. Con mẹ quá, ẩm nước con mấy chục tuổi luôn. Tụi nó con dưỡng tinh đậu lên con người con một con dưỡng tinh đậu lên biết con gì con khí độ. Mà kể ta là gì hả? Gian hả? Gian hả? Gian hả? Gian hả? Mày giật trong nó sợ. Nó đáng bị á. Má tụi mày. Ôi. Dữ dằn luôn mọi người ơi. Sập rồi. Quýt đâu. Chị giờ bông vô đây chị. Em đi từ Bắc vào đây em chỉ để gặp anh thôi đấy. Ủa, à, có nhầm nhầm. Em đi từ Bắc vô đây để gặp anh. Qua đây đó. Trời ơi. Vô chị. Hai cái thôi kiểu. Vô đây với em. Anh đi ra chủ mình. À chủ mình. Chủ mình chủ mình. Rồi vô đây nè hai chị em mình nè. Chương trình ganh tị sắc đẹp. Nhưng mà đừng có quặp chân như thế. Ok rồi chụp đàng hoàng luôn. Là tôi giả đàn ông đúng không má? Đúng không? Tôi là đàn ông đúng không hay sao? Ở với chị em mình vô nè. Đứng thẳng đây. Hôn hôn bà bác. Trời ơi. Chụp nhiều quá. Chụp hôn bà đi. Đã bảo nó đi ra đây không đi. Giống miếng vàng miếng nhì quá vậy. Rồi cảm ơn chị yêu nha. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn chị. Dạ mấy người anh chị? Có bạn chưa? Gọi 4 người gọi đâu nè bây giờ ơi. Gọi lại vô đó. Chị lên đầu không nào. Đó vô trong mới đang dọn bàn nha ông xã. Chúng người ta móc cái gì móc luôn cái đang bị đó móc. Trời trời bắt đang bị bạn quan ơi. Để lá nó soi bé cái da. Trời ơi.